Hello, xin chào cả nhà đến với kênh của em nha. Thì hổm gài có mưa lây gai cả nhà. Em có đem mấy cái lọt xuống sông em đặt thử coi có dính không. Cả này có cái mà dinh cũng bọn bọn đó. Thấy người ta xịt dính quá trời luôn mà. Em qua em đặt thử mấy cái không biết có dính không nữa. Rồi bữa nay đặng lậu đi thăm nè. Lựa mấy cái độ cái đám cỏ ngon ngon không mình đặt. Cỏ này cái mà dinh dưới ruộng hết biết luôn mọi người. Thiệt ra dính nhóc hết trơn luôn á. Mà không biết có vô cái lọp của em không thì cũng không biết nữa. Đám cỏ này nè. Ngon quá trời luôn mà không biết có vô. Đám cỏ này cũng bọn quá nè. Cái đám rau muống này có nhiều quá luôn nè mọi người ơi. Gì mà cũng vô lợp mọi người ơi, tưởng ra không có vô nè. Lần đầu tiên em đặt dính cái mà dính luôn á. Hổm gài là dính toàn là cái chơi nhiều không à nè. Cái mà dính to to không mọi người nè, thấy ngon ghê không. Dính đây gai ta. Con này cũng bự quá nè. Để em phát cạn nước mới bắt đầu. Bự bự không à. Trời ơi, con này mọi người ơi. Hai con cá cả tảng mình kia luôn á nè. Cái này là cái dảnh nè. Còn cái này cái mà dính nè. Xè xè cái này ngồi nó văng xuống đây cái gọi luôn. Thôi nè. Hai con ốc hơi nhỏ hả? Ủa ở ngoài sông này ốc bự dữ nè. Đây vô chính giữa này lại đây dẹp dẹp
giữa đám ngao muống luôn. Đó, vậy đó là mơ là đảm bảo. Mình lấy cái này mình đậy 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 rồi. Đảm bảo là dính nữa đó. Rồi, ok luôn. Cái mà dính này mở không nè. Ôi ôi cũng cua. Dài lên kia mình thăm mấy cái này kia luôn. Ở cái chỗ cái kênh này nè, em lựa được có 2-3 đám cá muốn ngon ngon cả nhà. Là em đặt là ấy là còn mấy bên kia trống lỏng mà không có ấy nè. Bởi vậy trong cái đám gao á, trong đám gao ưa có cá nó có nặng lắm, trong đó dữ lắm luôn á. Mình kiếm chừng chục con cá mè dinh gì là mình khoai lạc ăn được nguyên ngày luôn đó. Cá mè dinh này cũng dễ làm món nữa, mình có thể ớt muối với sả mình chiên mặn mặn mình ăn với canh chua được cũng bắt lắm. Hoặc là mình khoai lạc mình chấm rau, chấm rau đồng là mình hay mới là muốn là vô mình chấm rau đồng hoặc là nấu canh chua được cũng được nè. Em có đặt cái lợp ở trong chỗ cái đám ngao muống ở đây đây nè, chỗ cái đám gao gì là nó ưa có cá lắm đó. Hết biết cái đám gao nãy ve ra ngoài ruộng luôn nè. Cái chỗ này nó dày quá trời luôn, mình đậu cái xuồng đây mình đậu vô mình thăm. Cái vườn vô tới không được. Để cái này lên. Ủa lặn vô được nè, tưởng đâu lặn vô không được. Ồ cái mé này nó hơi sâu. Không biết có dính không nữa. Trời ơi có dính có con một hả? Con cá rảnh hả? Ủa cá con Phi. Con cá con Phi màu. Dính con cua. Nè, dính thêm mớ ốc nữa hả? Ủa dính con cá chơi đi nữa nè. Ý gì con cá chơi nữa mọi người. Hai con hả? Con cá con Phi với con cá chơi hả? Dính con cua nữa. Vậy cũng mừng rồi mọi người, có dính là được hả? Sợ. Cái chi chá ấm nhất nào không có được bữa hôm nữa. Hai cái mà dinh hay với một con, ở một con cái mà dinh với một con cái dảnh này với cái mà Phi với con cá chơi. Ôi ốc hết biết con ốc này nó bự luôn á, ốc này nó lâu lắm luôn này nè, nó vàng khè mà cái vỏ nó cứng ngắc luôn mọi người. Được mấy thêm mấy con cua nữa nè. Cái chỗ này là mình phải đậu lên đây mình đặt cái đậu rồi mọi người ơi, không thể nào bị thuận vô được. Em dậy cái ga mút cho nè, em đặt cái xích ra mé nó xích gần đây chút. Dẹp dẹp cái đám gai này nè. Ở đây có mưa lê gai nè, đặt lợp dưới sông này nè là ok luôn á. Tại vì trên này chưa mà ở trên ruộng cái này cái khai nước ra không mà lúa cỡ này chỗ điều á mọi người, khai nước ra không à nên không có đặt được. Mà cỡ này có mưa lê gai mình đặt dưới sông thì là ok luôn á. Ôi, con chai dừa khô ở đâu rụng nữa nè. Mà chắc hư quá à. Ui, còn lắc nước. Mà chắc hư quá. Cái bỏ đi. Mọi người. Nó biết đọc luôn rồi.
con cọ gì á. Con cọ nó đi ăn cá, ăn cá đâu có muốn nè mọi người. Hồi nãy á mọi người có con cọ ở trong đó con muốn nè ha, nó xuống đây nó ăn cá rồi nó bay đi. Em lại đây em thăm động ổ của nó luôn á mọi người ơi. Đừng vợ chứ phải dở cái lợp này về luôn mọi người, bỏ ra đây là nó nhảy đi á nè, con ếch bự ghê luôn á nè, chạy bá luôn, ếch ếch mập nó sợ luôn á mọi người. Ồ dính được mới mới ấp chứ con cá rô, cá rô cũng bự quá trời luôn nè, cá rô mời hai con nè, ăn cái con mời luôn, bạn muốn bặn bàn tay của em luôn á nè. Để mình để con ếch trong đây mình về cái lợp rồi đem bắt đem cái lợp mình về luôn á mọi người ơi, không thể nào mà mình bắt con ếch thì được, con ếch mập quá nè, uống cái lợp mình luôn. Mình bắt con ếch ra mình để vô cái gỗ này, tại vì gỗ của em nó lủng nữa nè, nè lủng lỗ nữa nè, em không dám để vô đây á, để nếu mình để vô cái gỗ mình ấp lại thì có thể được, mà có lỗ này nó bay ra không có đồ gì đẩy con ếch chứ. Em cuốn cái rạp này về luôn, em dính được mà cũng đủ ăn rồi mọi người, cũng đủ ăn một ngày à. Ôi ôi con nè, mấy con ốc này nè mọi người, cái này mà dính được cái ký lô cái bắt đầu mình lấy cái mời ra mình bằm, mình nhồi thịt á, mình bằm với thịt cái mình trộn vô, mình để vô con ốc lại mình nướng mà hành ngon lắm đó. Con ốc vàng này ăn nó dai dai nè mọi người. Sùn này đi nghe sợ không chết luôn, nó lắc hoài luôn, lắc rồi cái nó chìm. Bữa nay em dở ba cái lợp cũng đủ ăn, không có dịp nhiều nữa, có hai cái cắp mà dính. Sao thấy người ta đặt này kia nọ dính quá trời luôn mọi người, mà em đặt coi nè, đủ ăn được con bướm không? Người ngay người ta đặt hai cái thao cá luôn, chỗ em làm như nó ít cá hay sao? Chỗ đó của người ta cá nhiều lắm mọi người. Người ta đặt thấy chúng mánh cá to to mà bự bự luôn. Bữa trước cũng vậy, nó thấy ta đi móc hang lương dính nha, lương nửa ký không hồng, mình đi bóc dính còn lương lại cứ bị lương. Cả nhà theo dõi clip dưới đây chỉ cần chia sẻ kênh giúp em cả nhà, hãy đi theo dõi video tiếp theo của em nha. Vừa nãy lụm cho ra tới đó luôn. Bye bye, chào cả nhà em, bye bye.